Bây giờ thì mình đang đi bộ giữa lòng phố Budapest. Phải nói là cái hôm qua khi mình đến đây đó, thì mình phải nói là wow, it's so beautiful. Một mình không thể tin tưởng, unbelievable, it's so beautiful city. I think this is the most beautiful city in the world. Mình nghĩ như vậy, rất là đẹp. Và khi mà các bạn ngay bên mình đây là dòng sông Đa Nước, có nghĩa là một dòng sông rất là nổi tiếng ở châu Âu và chảy qua cái thành phố Budapest này, là một cái đoạn chính lớn trên dòng sông rất là lớn ở đây. Và khi mà các bạn đi đến thành phố Budapest đó, của đất nước Hungary, thì các bạn phải đi bộ qua những cái cầu rất là đẹp, giống như ở Paris vậy đó. Thì cái cầu này là cầu Bucharest màu vàng, các bạn thấy màu vàng không? Cầu đằng kia là cái cầu nó gọi là cầu Chance, có nghĩa là cầu giấy xích. Và cuối cùng là cầu Elizabeth, tí nữa mình sẽ đi qua. Và một cái nữa là cầu xanh, có nghĩa ở đây người ta gọi là cầu sư tử, bởi vì nó có bốn con sư tử. Rồi là cái cầu này là cầu Margaret này, và cầu dây văn, rồi cầu màu trắng, rồi cầu màu xanh, và như vậy rất là đẹp. Và điều quan trọng nhất là các bạn có những chuyến du thuyền đi trên cái dòng sông Budapest này. Và trên cái dòng sông này thì các bạn sẽ ngắm được nhiều, những rất là nhiều những cái kiến trúc tuyệt vời, cái đó là vô cùng tuyệt vời của thành phố Budapest, một thành phố tuyệt đẹp. Là ví dụ giống như bên kia các bạn nhìn thấy, ví dụ đó, đằng đó nhé, là tòa nhà quốc hội ngay trên sông luôn. Rồi những cái nhà thờ, những kiến trúc cổ, phải nói là vô cùng, không có gì hơn. Đây các bạn nhìn thấy đằng sau nhé, tuyệt vời, không có gì hơn, là quá đẹp. Và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được những cái đoàn xe điện vàng như thế này vào một cái mùa hè, mình đang đi du lịch trong cái mùa hè như thế này, thì mình cảm thấy wow, sao mà Budapest nó tuyệt vời đến như vậy, và tại sao mà mình hạnh phúc đến như vậy mà mình được đi travel trong châu Âu trong cái chuyến này. Và bây giờ thì các bạn cùng mình đi tham quan một số cảnh nữa của thành phố Budapest nhé, một thành phố không thể bỏ qua trong cuộc đời của các bạn. Budapest là thủ đô của đất nước Hungary. Và cái đất nước này đó thì có dân số khoảng chừng 10 triệu người, là một đất nước landlocked nằm giữa 6 cái đất nước khác. Ví dụ giống như là giáp với Ukraine nè, rồi giáp với lại Slovakia, giáp với lại Viên của nước Áo. Đó là giáp với một số nước. Từ đây đi qua Viên có 2 giờ đồng hồ thôi. Và đất nước này không có biển, nhưng mà đặc biệt có một cái dòng sông Danube này rất là lớn, nên thuận tiện cho cái việc vận chuyển. Và đất nước Budapest là một đất nước Hungary là một đất nước rất là hùng mạnh, rất là lớn cả 1.000 năm trước. Và dưới thời Xô Viết và sau này thì cũng tách ra khỏi Xô Viết, thì bây giờ cái nền kinh tế có hoạt động cũng tương đối tốt. Và có một điều rất đặc biệt với người Việt Nam là cái cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu có thể nói rằng là một cái cộng đồng rất là lớn ở đây, khoảng độ 5.000 người, và có rất là nhiều nhà hàng Việt ở đây. Và mình cũng đã ghé qua một vài cái nhà hàng Việt ở đây rất là ngon. Nên các bạn có dịp đi đến đây tham quan thì các bạn phải ghé ăn cái món ăn Việt Nam ở đây. Cũng giống như là thăm cộng đồng người Việt, họ rất là hiền hòa, họ rất là dễ thương. Và một điều nữa là những cái khí hậu ở đây cũng rất là tuyệt vời. Hiện giờ đang mùa hè, và mùa hè ở đây đó thì là các nước khác mình đi qua trong cái chuyến này thì rất là nóng, nhưng mà ở đây rất là mát. Có thể mình vì mình chạy bộ và đi bộ thường xuyên cho nên
các bạn có thể mặc thêm một cái jacket nữa cũng rất là phù hợp cho cái mùa hè ở đây, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Các bạn hãy ghé thăm thành phố này nhé. Hi, this is a beer, local beer of Hungary, Serbian. And these are traditional food in Hungary, the soup, the beef soup is Serbian, I think. Amazing.
Lagu. The name is Laguza. Gula soup. The name is Gula soup. Enjoy phở in Budapest, Hungary. It's the big Vietnamese community here. It's amazing. Amazing. We'll be right back.
Bye.